Những ngày tháng tư lịch sử 47 năm về trước, cùng với những cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn, có một hướng tiến công đặc biệt trên hướng biển. Đó là cánh quân thực hiện nhiệm vụ giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày nay, tinh thần coi đảo là nhà, biển cả là quê hương đã và đang được quân và dân Trường Sa phát huy cao độ. Tất cả vì Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng, trong niềm tin yêu của cả nước. Ngày này 47 năm trước, từ sự chỉ đạo tiến công thần tốc táo bạo của trên, các tàu hải quân đã chở lực lượng đặc công hải quân và quân khu 5 bí mật bất ngờ cơ động tới các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Nhiều phương án tác chiến đúng đắn, phù hợp với tình hình, khiến địch không kịp trở tay, mà chỉ trong ít ngày chúng ta đã hoàn toàn giải phóng được quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sự kiện này không chỉ thể hiện tính linh hoạt, táo bạo trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn đặt nền tảng để ngày nay quân và dân cả nước chung tay xây dựng Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường. Từ ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 29 tháng 4 năm 1975, đảo Song Tử Tây, rồi lần lượt các đảo khác gồm Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và đảo Trường Sa được giải phóng. 47 năm trôi qua, tinh thần và ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc vẫn luôn trong mỗi cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa. Tiếp nối sự nghiệp ấy, ngày nay, cán bộ chiến sĩ Hải quân mà thường xuyên trực tiếp là Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân đã khắc phục khó khăn, tích cực rèn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần của người lính hải quân, bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, làm chủ vũ khí trang bị, giữ chắc tay súng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển đảo Tổ quốc. Nhiều loại cây được ươm mầm gửi tặng bộ đội, trồng xen kẽ với những loại cây đặc trưng trên đảo. Sức sống mãnh liệt của cây, hoa trên đảo cũng thể hiện sự kiên cường của người lính Trường Sa. Dẫu phong ba, bão táp cũng không sờn lòng. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã thể hiện bằng cái quyết tâm của mình. Ngay từ những cái ngày đầu chiến sĩ ra đây, rồi là trong quá trình học tập công tác thì được thực hiện là thông qua cái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, rồi xây dựng đơn vị. Khắc phục thiên tai lũ lụt cũng như là hỗ trợ ngư dân gặp nạn, cùng tích cực tăng gia sản xuất, góp phần củng cố cho biển đảo, củng cố cho đảo và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Quyết tâm chiến đấu anh dũng của cha anh năm ấy đã ươm mầm thành khát vọng hòa bình, tinh thần độc lập, tự chủ của thế hệ trẻ ngày nay. Với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển mà nòng cốt là bộ đội hải quân, vững vàng trong sóng gió, trong gian lao là cách để họ làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân.